Chào các bác đến với chương trình giao lưu xanh Nam Điền của kênh Bonsai Rẻ. Hôm nay em lên cho mình 2, 4, 6, 8 mã hàng đều là dòng xanh Nam Điền chuẩn. Kênh Bonsai Rẻ thì luôn bán hàng kèm mã số và giá cả rõ ràng. Tí nữa em sẽ quay chi tiết cho mọi người. Mọi người mua cây bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện qua số Zalo hoặc số điện thoại. Mình thích mã nào thì mình nhắn cho em cái mã đấy. Cây sẽ được gửi qua dịch vụ chuyển cây cảnh của Viettel. Giá cây là đã bao ship và khi gửi là không kèm chậu vì cây là cốt chậu có bầu đất rồi. Gửi cho mọi người thôi. Thì cũng là những ngày cuối năm rồi, Tết đến nơi rồi. Mọi người hãy mua sắm cho mình lấy một cái phôi hay là một cái cây chơi về để mùa xuân này có cái thứ mà ngắm nghía mà chơi. Hôm trước ấy những phôi ba vai là nhiều khi là bán giá là 8-900. Thế hôm nay là 5-600 là anh em cũng mua được phôi ba vai rồi. Đây mở màn là mã số 212, giá là 550.000, bao phí ship. Cho một phôi xanh Nam Điền xịn, lá đẹp các bác nhá. Ở bonsai rẻ là chỉ bán chuẩn Nam Điền thôi, không có chuyện bán xanh khác đâu. Cây cao 12cm thôi, thân cốt ra khá là săn. Thì cũng không cần phải giới thiệu tả nhiều nữa. Cành mầm định hướng hết cho mọi người, mọi người về chỉ việc nuôi thả thôi. Cây thì có chân bệ nhá. Kênh bonsai rẻ luôn bán xanh Nam Điền mini, hàng có chân bệ chuẩn. Về mình nuôi nó càng to, nó càng mập mạp, càng phong phú phúc hậu thì nó càng ra tiền thôi. Những tai cành đã bắt mầm chuẩn hết rồi, cành thở để hết rồi. Mình nuôi rồi nào mình cắt đi thì nó tạo thành cái nu thôi. Nu cục, nó xù xì, nó mập mạp, nó kéo thẹo lên thôi. Bệ của nó càng ngày càng chảy ra. 22, 550.000. Chốt thì nhắn tin vào cuộc gọi điện cho em số trên góc màn hình nhá. 13 thì từ phần mặt chậu này lên đến phần đầu này là cao 10cm, cũng là một vôi ba đầu có phần bệ chảy ra khá là săn. 13 giá là 600.000, giá bao phí ship. Còn đây là mặt sau thì cũng được bắt cảnh định hướng hết rồi. Đây mọi người về chỉ việc nuôi kéo thẹo cho nó mập mạp, cút nó to lên thôi. Phần bệ chảy đây, củ bệ đây rất là bệt nhá, dáng khá là đẹp đấy. Ba đầu 23, 600.000. 24, những bác nào mà thích phôi kiểu lùn, kiểu rụt rịt thì các bác mua phôi kia. Còn là bác nào mà thích cây có bông tàn đầy đủ, mềm thân mềm dẻo chút mà cũng rất là rụt rịt, mà tiện đây là ôm hai ông tượng luôn, thì các bác chọn cái cây này. Những cây này thì mình chơi luôn được rồi. Nhà có tiểu cảnh non bộ hay là một góc sân nào đấy mình chơi. Cây Nam Điền chuẩn, bông tàn đầy đủ. Các dây nhôm này nó cũng đã ăn rồi. Dây nhôm lớn này đã ăn rồi. Như đây để cái bút lông để các bác so sánh nhé. Cái thân của nó. Đây. Cây thì cao từ mặt chậu này lên đến đỉnh này là 50cm. Tàn ngang này cũng tương đương. Không có lỗi lầm gì cả. Không có vết thẹo nào. Chuẩn Nam Điền xịn luôn, lá rất là đẹp. Giá 24 là 1.150.000 đồng, bao phí ship. Thì các bác về các bác thay cái chậu đẹp hơn, mình đắp rêu, đắp tiếp các thứ vào chơi luôn thôi. 24. 25. Cũng tương tự. Giá là 1.150.000 đồng, bao phí ship một cây Nam Điền xịn. Mọi người xem so sánh cái bút nhé. Thân thì rất là rụt rịt này, đường thân rõ ràng, tay cành rành mạch, mạch lạc. Chỉ một vết sẹo duy nhất trên thân này thôi nhưng mà rất là đẹp, nó kéo hết rồi. Vết thẹo này càng đẹp. Da rất là săn. Tay cành không bị rối, Nam Điền xịn, ôm tượng về chơi luôn. Về mình thay thêm một cái chậu đẹp cho em đó. Cây này cũng có chiều cao là 50cm, tàn ngang thì cũng tương đương thôi. Hãy mời mọi người xem cây. Tàn rất là đều mọi người nhé.
người xem cái tổng thể của cây ấy, nhìn cái dáng của cây. Thứ nhất là cái dáng này, cái bóng tàn của cây nó rất là đều. Rồi, 25, 1.150.000, bao phí ship 600.000. Một cây ba vai, có phần củ bệ khá là đẹp, chiều cao cũng 12cm thôi. Mời mọi người xem phần củ bệ nhé. Nhìn thân bệ có lắc rất là quái này, nhiều rễ này. Đây, đây là mặt sau này, mặt trước này da khá săn. Củ đấy nhá, đây là phần củ nó này. Mình nhìn đây, chạy 26, 600.000, không lỗi lầm gì cả. Tay cành, tay cút đầy đủ, tay cút thì khá là to này, được cắt truyền hai nhịp này, lắc cái này lên là ngọn này, cành thở, cành đệm sau đầy đủ, không có thiếu gì cả. 26, 600.000, bao phí ship 7, một phôi trực khá là duyên dáng, gọn gàng. Giá là 550.000 mọi người nhé, một phôi trực. Mình xem, tay cút đầy đủ, bông điện phía sau, ngọn lắc lên, không lỗi lầm gì cả. Cao 10cm. Đây phần chân bệ đây, được cắt truyền hết rồi đây. Phần thân đây, sau này mình nuôi thì nó thành một cái cục này nhé. Cái phần này nó càng to ra, nó càng phình ra, thì cái cút to ra thì cây này rất là đẹp. Tóm lại là cây này cũng không có lỗi lầm gì cả, tay cút đầy đủ cả rồi, chỉ việc nuôi to lên thôi. Một phôi trực cơ bản 27, 550.000. 8 là một phôi ba vai, kiểu dáng làng, nhìn rất là to mọi người nhé, rất là to này. Đấy, phần thân bệ mạch lạc rõ ràng này, phần bệ củ bệ chảy xuống này. Đấy, cây thì lùn thôi, cao có 10cm. Phần thân rất là mạch lạc nhé, mặt trước mặt sau, một cây làm dáng làng được đấy, nhiều đầu được đây. Mầm nước là bắt hết rồi, không có thiếu mầm nào cả. Nuôi cái này, nuôi những cái cành mà định hướng này nó to lên thôi, cút cắt truyền lần nữa. Phần chân bệ thì có ở đây, thân rõ ràng, mình càng nuôi những cái phần này nó càng líp vào, nó càng to ra. Cây này là kiểu phần bề ngang là nó khá là dài nhá mọi người nhá. Đấy, làm cái form ngang khá là dài, để cái chậu dài 600.000 thôi. Mã 28. Mặt sau này, đấy, mặt sau chân bệ đầy đủ cả này, đấy, mặt sau chân bệ rất là đẹp, bệt xuống. Mười chín cũng là mã cuối cùng kết thúc cái này, 1.150.000, bao phí ship và một cây đã hoàn thiện. Ôm tượng thì phần rễ quấn rất là đẹp đây, rồi về lấy cái vòi xịt cho nó có rõ rễ ra, thay cái chậu đẹp nữa vào. Thân cây đây, mọi người có thể so sánh với cái bút lông này nhé. Chiều cao của cây chỉ 45cm thôi, đàn ngang tàn tương tự, da thì khá là săn. Đây là vết mốc mọi người nhé, vết mốc không phải vết cháy đâu nhé. Bông tàn đầy đủ, cây bông tàn gọn gàng đơn giản, tân mạch lạc duyên dáng. Đây phòng bông đệm phía sau đây, đây là một vết thẹo nha mọi người nhé, vết thẹo đã líp hết rồi nhé. Đây là vết gỗ của nó líp rồi nhé, không cây hoàn toàn không bị mục đâu, em đảm bảo đấy. Càng ngày nó càng kéo vào thôi. Mã 29, 1.150.000, bao phí ship. Cây Nam Điền hoàn thiện, lộc đang lên ở đây. Để đến Tết là vừa ra lá đẹp vừa luôn. Vâng, thế thì chương trình giao lưu hôm nay là của em có chừng đấy mẹ. Mọi người cảm thấy ưng ý mã nào thì nhắn tin gọi điện cho em. Chưa ưng ý thì mình có thể nhấn theo dõi để theo dõi các video clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người.